Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Quang Trương. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết. Thưa quý vị, đã có một hành khách chết trên chuyến bay từ Hoa Kỳ về Việt Nam. Chuyến bay giải cứu được công dân từ Hoa Kỳ về Việt Nam đã xảy ra chết người, nhưng giới chức Cộng sản Việt Nam chỉ cho biết chung chung và không rõ ràng. Báo trong nước dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cho biết, trong hai ngày 15 và 16 tháng 7, các cơ quan hữu trách Việt Nam tại Hoa Kỳ đã phối hợp với giới hữu trách Hoa Kỳ và hãng hàng không Việt Nam Airlines thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam hồi hương từ phi trường San Francisco, California. Khi đã bay được hơn 13 tiếng và máy bay đang ở độ cao khoảng 33.000 feet, thì một hành khách 73 tuổi bị ngã sau khi sử dụng nhà vệ sinh. Dù phi hành đoàn và các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng hành khách đã tử vong trước khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Phi hành đoàn đã thông báo sự việc với các cơ quan hữu trách ngành hàng không, y tế để tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển giao thi thể khách tại phi trường Vân Đồn đưa tới nhà tang lễ. Việt Nam Airlines đòi nhà nước phải cấp ngay 519 triệu Mỹ kim vì thua lỗ. Thưa quý vị, hãng hàng không Việt Nam Airlines hôm thứ 15 tháng 7 cho biết vừa đề nghị chính phủ Việt Nam là phải cấp ngay 12.000 tỷ đồng, tức là khoảng 519 triệu đồng Mỹ kim. Nếu không thì hãng này sẽ được dự báo sẽ rơi vào tình trạng mất khả năng chi trả kể từ tháng 8. Tuy vậy, muốn trợ giúp khẩn cấp khoản tiền được hiểu là vay ưu đãi 0% nêu trên thì nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ có cách là lách luật. Ông Lê Mai Hữu Lâm là tổng giám đốc công ty thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi đã bình luận trên trang cá nhân rằng khi có lời thì sao không thấy chia, lỗ thì kêu chính phủ và dân cùng phải cầu cứu. Cứ như là Thái Airways cứ để cho phá sản, ai giỏi hơn thì mua. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước làm gì, bây giờ đòi cứu. Cạnh tranh không công bằng so với lại doanh nghiệp tư nhân, bao nhiêu doanh nghiệp thoi thóp sao không cứu. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, viết tắt là IATA, dự báo là dịch Covid-19 làm lượng khách của Vietnam Airlines giảm 4%, doanh thu giảm 50.000 tỷ đồng, tức là khoảng 2.2 tỷ Mỹ Kim. Dự kiến lỗ 29.000 tỷ đồng, tiền thâm hụt 16.000 tỷ đồng. Đã có thêm một Thứ trưởng Bộ Công Thương bị sờ gáy. Ông Cao Quốc Hưng, đương kim Thứ trưởng Công Thương Cộng sản Việt Nam đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị xử nghiêm do sai phạm cho vụ biến khu đất vàng 246 Hai Bờ Trưng ở Sài Gòn thành đất tư nhân. Tuy vậy, điều an ủi là ông này chưa bị xem xét trách nhiệm hình sự. Đây là quan chức mới nhất bị sờ gáy sau hai cựu lãnh đạo của Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam, ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa. Ông Hưng, một trong năm Thứ trưởng Công Thương Cộng sản Việt Nam nắm ngành công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, an toàn thực phẩm, công thương địa phương, kinh tế tập thể, thương mại điện tử và kinh tế số. Ông cũng được giao phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường. Các vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Phi, Tây Á và Nam Á. 8 ca lây nhiễm COVID-19 mới là chuyên gia người Nga. Thưa quý vị, Việt Nam ghi nhận có thêm 8 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và giới hữu trách xác nhận các bệnh nhân COVID-19 mới của Việt Nam là 8 chuyên gia người Nga đang bị cách ly. Báo chí của nhà nước xác nhận là các bệnh nhân COVID-19 mới đều thuộc phái nam, tuổi từ 30 đến 55, thuộc một nhóm 69 chuyên gia đã đáp chuyến bay từ Nga tới thành phố Sài Gòn hôm 11 tháng 7 của năm 2020. Và theo quy định thì họ lập tức được đưa tới thành phố Vũng Tàu để cách ly. Báo trong nước cho biết là 8 người được lấy mẫu thử nghiệm hôm 13 tháng 7 và kết quả dương tính, mặc dù không có ai có triệu chứng. 8 trường hợp mới nâng tổng số các ca nhiễm trên toàn quốc lên tổng cộng là 381 trường hợp, trong số này 241 người là các ca nhập từ bên ngoài. Theo báo chí của nhà nước thì 28 bệnh nhân hiện được điều trị đang trong tình trạng ổn định. Trong số họ có 5 người đã thử nghiệm âm tính với COVID-19 ít nhất là một lần. Bị tuyên án tù tại Việt Nam vì tội giết người ở Anh 14 năm về trước. Một người đàn ông tên là Tu Minh Lê bị tòa án tỉnh Hưng Yên tuyên án 12 năm tù về tội giết người trong một án mạng xảy ra ở thành phố Newport của xứ Wales vào năm 2006. Lần đầu tiên một tòa án tại Việt Nam đã xét xử một hành vi phạm tội ở Vương quốc Anh. Nạn nhân mà báo chí tiếng Anh gọi là Trân Nguyễn qua đời ngày 20 tháng 11 năm 2006 sau khi bị trở tới bệnh viện Hoàng Gia Quen và bỏ lại đó trong tình trạng bất tỉnh sau khi bị đánh đập dã man. Ông qua đời sau đó vài giờ. Năm 2008 thì 3 người bị kết án tù về tội ngộ sát tại tòa án Cardiff liên quan tới vụ giết người này. Nhưng nghi phạm thứ tư tên Tu Minh Lê 47 tuổi đã trốn về Việt Nam.
14 năm sau vụ án mạng, cuối cùng ông Tu Minh Lê bị mang ra xét xử ở Việt Nam. Ông bị tòa án tỉnh Hưng Yên tuyên 12 năm tù về vụ giết người ở Anh. Nguồn tin tổng hợp cho hay phạm nhân Tu Minh Lê sẽ thi hành án tù tại Việt Nam theo thỏa thuận giữa cả hai nước. Việt Nam muốn Mỹ gia tăng hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh. Thưa quý vị, sau 25 năm bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, thì giới chức ngoại giao và quốc phòng của Việt Nam đánh giá cao những hợp tác từ phía Hoa Kỳ và kêu gọi Mỹ là tiếp tục tăng cường giúp cho Việt Nam khắc phục các hậu quả do chiến tranh để lại. Phát biểu tại một cuộc hội thảo hôm 15 tháng 7 ở Washington DC, thì đại sứ của Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc nói rằng giải quyết các vấn đề do tàn dư chiến tranh là quyết tâm của cả hai bên để bỏ lại quá khứ và hướng tới tương lai. Hồi tuần trước, thì các cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ và cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích đã ký một bản ghi nhớ để hỗ trợ phân tích DNA nhằm xác định danh tính của khoảng hơn 200.000 quân nhân Việt Nam bị mất tích trong chiến tranh. Dự án kéo dài 5 năm với trị giá lên đến 2.4 triệu Mỹ Kim. Nói về việc rà soát bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, thì đại sứ Quittenbrück cho biết là các tổ chức của Mỹ kể từ năm 1994 đã giúp cho Việt Nam số tiền lên đến hơn 130 triệu Mỹ Kim. 11 cầu thủ Việt Nam bị FIFA cấm thi đấu vì gian lận. Liên đoàn Túc cầu Thế giới FIFA cấm thi đấu toàn cầu 11 cầu thủ Đồng Tháp do tham gia cá cược và dàn xếp tỷ số tại vòng loại U21 quốc gia 2019. Đây là án phạt mở rộng của FIFA được tham khảo từ sau khi Liên đoàn Túc cầu Việt Nam VFF định ra mức án kỷ luật với 11 cầu thủ hội Đồng Tháp này. Báo trong nước đưa tin ngày 16 tháng 7 dẫn lời Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết quyết định của FIFA là sự mở rộng phạm vi kỷ luật trên toàn thế giới sau khi tham khảo án phạt của ban kỷ luật VFF chỉ cấm trong phạm vi các giải do VFF quản lý và tổ chức. Sau khi xem xét, FIFA đã đồng ý gia tăng lên phạm vi toàn cầu để mang tính răn đe. Từ năm 2019 cho tới nay, Túc cầu Việt Nam xảy ra hai vụ tiêu cực dàn xếp tỷ số và cá cược tại giải trẻ cấp độ U21 và U19. VFF đã nhận đầy đủ tài liệu liên quan và chuyển tới ban kỷ luật của VFF. Phát giác thêm 4 ca bạch hầu ở Tây Nguyên. Thưa quý vị, có thêm 4 trường hợp mắc bệnh bạch hầu được ghi nhận tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, nâng tổng số người bị bệnh bạch hầu lên 93 ở toàn khu vực Tây Nguyên. Truyền thông trong nước loan tin vừa nêu vào ngày 16 tháng 7, dẫn lời của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, ông Nay Phi La, cho biết tỉnh này đã có 12 người mắc bệnh bạch hầu ở tại 4 huyện. 3 bệnh nhân mới nhất, trong số đó có một người là em chồng của một phụ nữ mang thai 38 tuần bị mắc bệnh bạch hầu trước đó. Trong sáng cùng ngày 16 tháng 7, thì ông Mai Xuân Hải là Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết tình hình ghi nhận thêm một trường hợp bị mắc bệnh bạch hầu mới tại xã La O, huyện Gia Rai. Toàn tỉnh Gia Lai hiện đã có 24 trường hợp bị mắc bệnh bạch hầu. Gần 7.000 người dân ở tại các khu vực phát bệnh bạch hầu trong tỉnh được đưa đi cấp cứu và cấp thuốc điều trị dự phòng. Tính đến trung tuần tháng 7 của năm 2020, thì tổng số bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu ở Tây Nguyên là 93. Trong số đó có 3 trường hợp bị tử vong. Người dân Hà Nội tiếp tục chặn bãi rác Nam Sơn vì đền bù không thỏa đáng. Từ đêm ngày 12 tháng 7, người dân xã Hồng Kỳ và xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn tiến hành chặn xe rác di chuyển từ nội thành vào bãi rác Nam Sơn. Tình trạng kéo dài đến ngày 16 tháng 7 khiến rác thải chất đống ở lề đường hoặc để trên những xe gom rác đựng ven đường, bốc mùi hôi thối ở nhiều tuyến trên thành phố Hà Nội. Truyền thông trong nước loan tin ngày 16 tháng 7 trích lời một người dân ở quận Ba Đình cho biết khoảng 2 ngày nay, công dân gom rác bất đắc dĩ phải đổ đống ở ven đường chờ gom sau khi không thể vào bãi rác Nam Sơn. Tình trạng rác đổ đống ngoài đường được ghi nhận ở một loạt quận trong thành phố Hà Nội. Lượng rác bị ùn ứ ở quận nội đô bị nói lên tới 6.600 tấn, các quận ngoại ô lên hơn 2.500 tấn. Đây là lần thứ 6 trong vòng 3 năm liên tiếp, người dân tiến hành chặn xe vào bãi rác Nam Sơn. Việc người dân có hoạt động phản đối như vậy là vì chưa thỏa thuận được mức đền bù khi bãi rác này được di dời. Heo giống mua trên mạng xã hội tại Bạc Liêu bị bệnh tả châu Phi. Thưa quý vị, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu vào ngày 16 tháng 7 thông báo vừa phát giác có 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh này và buộc phải tiêu hủy hàng chục con heo bị nhiễm bệnh. Truyền thông ở trong nước dẫn lời ông Nguyễn Duy Hưng là Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu cho hay, sau khi nhận được tin báo của một người dân về việc lợn nuôi chết đột ngột có biểu hiện của bệnh, cơ quan chức năng của thị xã Giá Rai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh này tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.
cơ quan chức năng của tỉnh Bạc Liêu buộc phải tiêu hủy 20 con heo tại hai ổ dịch bệnh ở tại ấp 3, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai và đồng thời lập thành đoàn kiểm tra, truy tìm nguồn gốc của đàn lợn nhiễm bệnh này. Và theo ông Hưng, thì hai nhà dân có heo bị nhiễm bệnh đã mua con giống trên mạng xã hội của một trại giống tên là Nghiệp ở Cầu Sập, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Lần theo số điện thoại của người bán heo, cơ quan chức năng đã phát giác và tạm giữ một chiếc xe chở 9 con heo giống. Vừa rồi là chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị và xin kính chào tạm biệt.